Nội thất Nam Huy xin chào. Clip lần này mình giới thiệu ngắn đến các bạn một chiếc kệ TV mẫu cột nho 2m. Đây, hàng này là mình đã giao tới nhà khách hàng đây các bạn ạ. Hàng này bên mình thiết kế là có 4 cánh, 2 ổ kéo. Đó. 2 cánh ngoài. Em dậy sớm đi. Nhưng mà 2 ổ kéo ở trên, 2 phần cánh ngoài. Lỡ công việc. Cánh giữa thì làm trống để như vậy đây. Dạ. Đó. Các đường nét bên mình cũng chạm khắc CNC. Toàn bộ đó với chất định với chiều cao là lấy và đi xíu tại nhà dài là sáng đẹp số 40. Giá xưởng bên mình là 4,2 triệu nhé các bạn nhé. Giao hàng tận nhà trong phạm vi là 40 cây miễn phí. Rồi, cảm ơn các bạn theo các clip lần này.